Thưa quý vị, những ngày vừa qua, dư luận tại Nghệ An đang bày tỏ sự bức xúc về chuyện thành phố Vinh chi 6 tỷ đồng để cải tạo, xoay hướng trụ sở UBND xã Hưng Hòa đang còn khang trang nhưng không thay đổi công năng sử dụng. Người dân cho rằng đây là việc làm gây lãng phí khi mà địa phương còn nhiều công trình phúc lợi khác chưa được xây dựng. Trụ sở UBND xã Hưng Hòa được xây dựng vào năm 2010. Hiện trạng vẫn đang rất khang trang, sạch đẹp như thế này. Thế nhưng đầu tháng 2 năm 2023, trụ sở này bất ngờ bị đập phá, cải tạo khiến người dân địa phương rất bất bình. Vì cái cửa, một cái cửa nhỏ luôn nữa, sửa cả cái nhà lý, nó lý nhé, anh Long, anh muốn lắng mà nè. Nói cho cân bồn quyên vừa phải chứ, của dân. Việc cải tạo trụ sở Ủy ban nhân dân xã Hưng Hòa được Ủy ban nhân dân thành phố Vinh phê duyệt vào năm 2021 với tổng kinh phí 6 tỷ đồng để nâng nền, lát gạch khuôn viên, nâng nền trụ sở, sửa chữa tầng 1 và một số hạng mục khác. Việc cải tạo này nhằm chỉ quay hướng trụ sở từ Đông Nam sang Tây Bắc, nhưng không làm thay đổi công năng sử dụng. Trên cơ sở thì các cái phòng ban của thành phố cũng đã về thẩm định và họ đã cho ý kiến, họ đã thống nhất về cái nội dung này để với cái tầm nhìn về lâu, về chiến lược về lâu dài, phù hợp với quy hoạch phân khu để mở rộng đất phía đằng trước kia. Đấy. Thì cho nên là cái việc đợt này sửa chữa, nâng cấp sửa chữa thì kết hợp với cái chỗ này để quay hướng ra đó để đảm bảo cái chiến lược về lâu dài. Nói là cải tạo, quay hướng trụ sở để phù hợp với quy hoạch của thành phố Vinh. Nhưng khi được hỏi về quy hoạch này, khi nào được thực hiện thì chủ tịch xã Hưng Hòa lại không biết. Trong khi việc cải tạo thay thế nhiều hạng mục, đồ dùng tại trụ sở này trước mắt đang cho thấy sự lãng phí ngân sách. Ngày 21 tháng 3, lãnh đạo Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn tố cáo của anh Lê Nguyễn Anh Quy, 30 tuổi, ngụ quận Ngũ Hành Sơn, về việc bị một nhóm người cướp giật điện thoại. Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh với nội dung một nhóm người đi trên hai xe ô tô, trong đó có một xe nhãn hiệu Lexus, giật điện thoại của một thanh niên đi xe máy. Anh Quy, nạn nhân trong vụ việc cho biết, sự việc xảy ra trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Anh là người mua đất dự án của một công ty. Sau nhiều lần giải quyết về hợp đồng mua bán không thành, chiều 28 tháng 2, anh đến một địa chỉ ở phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà tìm chủ tịch hội đồng quản trị của công ty trên nhưng không gặp nên ra về. Trên đường về, anh dừng xe máy tại đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà để nghe điện thoại. Bất ngờ có hai xe ô tô hiệu Lexus và Toyota ép sát xe máy của anh. Nhóm người trên hai ô tô sau đó lấy chìa khóa xe máy, yêu cầu anh mở điện thoại để xóa ảnh chụp, rồi đưa cho người ngồi trong ô tô xem. Khi bị ép lên ô tô, anh Quy đã phản kháng. Người đi đường phát hiện sự việc đã quay phim rồi hô hoán. Nhóm người trên sau đó đã vứt lại chìa khóa xe máy cho anh, rồi lên xe ô tô bỏ đi. Hiện Công an quận Sơn Trà đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc. Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội vừa có các văn bản hướng dẫn đôn đốc UBND các quận, huyện, thị xã nơi có nhà chung cư cũ khẩn trương nghiên cứu, thẩm định, trình phê duyệt đồ án quy hoạch. Theo đó, đề nghị các địa phương chủ động liên hệ với các nhà đầu tư trước đây được giao nghiên cứu lập 19 ý tưởng quy hoạch chung cư cũ. Việc triển khai cải tạo xây dựng lại nhà chung cư tại nhiều địa phương vẫn còn chậm so với yêu cầu, đặc biệt là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trong quý 4 năm 2022, các đơn vị liên quan phải hoàn thành việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch 9 khu chung cư cũ, 7 nhóm chung cư cũ và 2 nhà chung cư cũ đơn lẻ. Tuy nhiên, trên thực tế đã chậm tiến độ. Riêng tại địa bàn các quận nội đô, nơi có 20 khu chung cư, 69 nhóm chung cư, 209 chung cư cũ độc lập, riêng lẻ cần cải tạo xây dựng lại. Phòng Quy hoạch Nội đô, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho biết đã phối hợp với cơ quan chức năng của các quận để cung cấp định hướng chỉ tiêu quy hoạch liên quan đến các khu chung cư cũ. Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện các phần việc thuộc thẩm quyền. Trong đó, cần tập trung phê duyệt quy hoạch chi tiết khu vực có nhà chung cư cần cải tạo, xây dựng lại, công bố công khai các thông tin về quy hoạch để các tổ chức cá nhân có liên quan biết và thực hiện. Thưa quý vị, Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết vừa khởi tố một đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đối tượng bị khởi tố là Ma Thị Ngoan, sinh năm 1981, trú tại xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Các bị hại trong đường dây mà Ngoan cho vay đều là các tiểu thương chuyên kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ tại các chợ. Quá trình cho vay, Ngoan thu lãi theo ngày. Khi đến hạn mà người vay không kịp trả lãi, đối tượng sẽ trực tiếp đến nhà đe dọa người vay nhằm gây sức ép. Bước đầu,
cơ quan công an chứng minh được từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023. Ma Thị Ngoan đã sử dụng số tiền trên 600 triệu đồng cho nhiều bị hại vay, thu lời bất chính hơn 80 triệu đồng. Trong những ngày vừa qua, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt ra quân kiểm tra hàng chục các cửa hàng trên nhiều quận huyện của thành phố nhằm kịp thời xử lý các hành vi vi phạm về sở hữu trí tuệ. Qua đó đã phát hiện hàng loạt các cơ sở kinh doanh với những lỗi chủ yếu là vi phạm về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, hóa đơn, chứng từ và niêm yết giá. Đồng loạt kiểm tra 16 địa điểm kinh doanh tại quận 1, quận 3, quận 11, quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh và huyện Bình Chánh. Các tổ công tác đã phát hiện tới 11 vụ kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam, 9 vụ vi phạm về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, hóa đơn, chứng từ và niêm yết giá. Ngoài việc lập biên bản vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm, Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ gần 10.000 đơn vị sản phẩm hàng hóa vi phạm các loại. Là kinh doanh đây thì có giấy phép kinh doanh. Thì hôm nay quản lý ở trên xuống đây kiểm tra những cái mặt hàng là gọi là hàng trôi nổi, không có hóa đơn chứng từ là ở đây, cửa hàng đây thì cũng có một số sai sót như vậy, cho nên cũng có vi phạm cái điều lệ như vậy. Theo đại diện những hộ kinh doanh bị phát hiện sai phạm thì hầu như ai kinh doanh mặt hàng gì thì sẽ có vi phạm ở lĩnh vực đó, bởi hầu hết các cửa hàng đều lấy từ những người đi bỏ hàng. Vì thế, ai bỏ hàng với giá rẻ hơn thì họ sẽ lấy và dĩ nhiên là sẽ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Nói chung là ở đây những hàng trôi nổi ở đây thì mình mua những hàng người ta họ đi bỏ hàng hàng ngày. Ở đây những người họ đi bỏ hàng hàng ngày, họ tới đây họ chào hàng, họ bỏ hàng thì mình lấy một ít hàng để mình bán cho nhu cầu của khách hàng. Và nhiệm vụ này thì nói chung là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài nhằm để coi như là chống cái sản xuất kinh doanh hàng giả trên địa bàn thành phố. Là trước mắt thì đã phát hiện những dấu hiệu như hàng hóa là có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, không có đơn chứng từ và không có nguồn gốc xuất xứ. Theo Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường trong thời gian tới, Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tăng cường giám sát địa bàn, thực hiện chỉ đạo công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, gây ảnh hưởng đến tổ chức cá nhân kinh doanh đúng quy định. Thưa quý vị, những ngày qua dư luận tại Nghệ An đang bày tỏ bức xúc về chuyện thành phố Vinh chi 6 tỷ đồng để cải tạo, xoay hướng trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Hưng Hòa đang còn khang trang nhưng không thay đổi công năng sử dụng. Người dân cho rằng đây là việc làm gây lãng phí khi địa phương còn nhiều công trình phúc lợi khác chưa được xây dựng. Ghi nhận của phóng viên VTC. Trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Hưng Hòa được xây dựng vào năm 2010. Hiện trạng vẫn đang rất khang trang, sạch đẹp như thế này. Thế nhưng đầu tháng 2 năm 2023, trụ sở này bất ngờ bị đập phá, cải tạo khiến người dân địa phương rất bất bình. Vì cái cửa, một cái cửa nhỏ nhỏ luôn, nó sửa cả cái nhà ní, nó lý như anh muốn ăn mà nè. Nói cho cân bồn quyên vừa phải chứ, của dân. Việc cải tạo trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Hưng Hòa được Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh phê duyệt vào năm 2021 với tổng kinh phí 6 tỷ đồng để nâng nền, lát gạch khuôn viên, nâng nền trụ sở, sửa chữa tầng 1 và một số hạng mục khác. Việc cải tạo này nhằm chỉ quay hướng trụ sở từ Đông Nam sang Tây Bắc nhưng không làm thay đổi công năng sử dụng. Trên cơ sở thì các phòng ban của thành phố cũng đã bị thẩm định và họ đã cho ý kiến, họ đã thống nhất về cái nội dung này để với cái tầm nhìn về lâu, về chiến lược, về lâu dài phù hợp với quy hoạch phân khu để mở rộng ra phía đông trực tiếp. Đấy. Thì cho nên là cái việc đợt này sửa chữa, nâng cấp sửa chữa thì kết hợp với cái chỗ này để quay hướng ra đó để đảm bảo cái chiến lược về lâu dài. Nói là cải tạo, quay hướng trụ sở để phù hợp với quy hoạch của thành phố Vinh. Nhưng khi được hỏi về quy hoạch này, khi nào được thực hiện thì chủ tịch xã Hưng Hòa lại không biết. Trong khi việc cải tạo thay thế nhiều hạng mục, đồ dùng tại trụ sở này trước mắt đang cho thấy sự lãng phí ngân sách. Thưa quý vị, chúng ta cùng đến với các thông tin trong nước đáng chú ý khác. Tiếp tục thông tin về đoạn sông đáy, đoạn chảy qua thôn 7 và thôn 8 xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, bị các trại chăn nuôi của xã Trung Châu, huyện Đan Phượng xả thải trực tiếp gây ô nhiễm. Theo thông tin từ người dân, tình trạng này đã kéo dài hơn 10 năm, thế nhưng đến nay vẫn chưa tìm được lời giải.
xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, từ năm 2019 đã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Những tưởng với danh hiệu này, chính quyền và nhân dân xã Trung Châu đã, đang và sẽ luôn coi trọng nhiệm vụ bảo vệ, cải thiện môi trường để thực hiện tiêu chí môi trường, vốn là tiêu chí khó thực hiện trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nhưng hiện thực lại đang cho thấy một điều hoàn toàn khác. Vị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Châu, ông Đỗ Trung Thành, trong buổi làm việc với phóng viên VTC14 đã khẳng định chắc nịch việc không phát hiện hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn trong thời gian qua. Từ trước đến nay thì đối với lãnh đạo xã thì đã bao giờ tiếp nhận thông tin về cái việc mà các cái trại này họ xả thải trực tiếp ra môi trường chưa qua xử lý chưa? Xả thải trực tiếp thì chưa có. Đây để nói các anh chị đấy, xả thải trực tiếp thì không có. Cũng trong buổi trao đổi, ông Thành khẳng định các trại lợn nằm sát sông đáy, đoạn giáp danh thôn 7, thôn 8, xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ đều tuân thủ quy trình xử lý chất thải theo khuyến cáo của Ủy ban Nhân dân huyện. Còn việc nước thải đen đặc quánh lại ở lòng sông là chuyện đương nhiên và không sao cả. Các hộ đều phải có bioga để chăn nuôi rồi. Mục đích là chăn hộ nào vào chăn nuôi cũng phải có bioga. Và sau khi làm bioga là ra một cái bể chứa. Bể chứa và sau cái bể chứa là mới cho lắng đọng mới chảy ra môi trường. Đấy là như vậy. Thế ông nói sao khi mà bản thân chúng tôi ghi nhận được hình ảnh nước thải rất là đen đặc và thậm chí nó có cái như cái ống dẫn xuống dưới lòng sông sủi lên rất là đen. Không, cái việc đó thì tôi khẳng định là sẽ có khi nước thải ra môi trường vào ở cái chỗ môi trường nó đọng như thế thì chắc chắn nó phải đen rồi, nó phải lâu ngày nó đen rồi. Bây giờ xin nói các anh các chị, nếu như các chị xả cái thải ngay như nước thải sinh hoạt này mình ra, sau một thời gian nó cũng thành đen lại. Đúng, các chị cứ nghĩ mà xem nhé. Ngay như kể cả gia đình nhà chị cũng thế thôi. Các chị xả ra từ một thời gian sau nó nắng đọng đấy, nó sẽ không đi được thì nó cũng thành đen thôi. Chứ không sao cả, cái đó là đương nhiên. Chuyện các trại lợn biến sông đáy thành bể phốt được khẳng định là chuyện đương nhiên. Thì việc các trại lợn này xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp trong suốt nhiều năm qua chưa được xử lý cũng không hẳn là khó hiểu. Bởi nếu công tác quản lý không bị buông lỏng, các sai phạm được xử lý một cách quyết liệt và kịp thời, thì xã Trung Châu và huyện Đan Phượng sẽ không để thực trạng này tiếp diễn được lâu như thế. Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng cho biết, ngay sau khi nhận phản ánh của phóng viên, sẽ cho thành lập đoàn thanh kiểm tra để xác minh sự việc. Tuy nhiên, vào chiều nay 21 tháng 3, khi được hỏi về kết quả thanh kiểm tra, thì ông Mạnh, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đan Phượng, vẫn chưa đưa ra được con số cụ thể. Bây giờ Trung Châu đang làm rồi. Nó đang máy móc đang dỡ rồi. Như thế là dỡ bao nhiêu trại ạ? Sẽ dỡ bao nhiêu trại và tiến độ dỡ đến khi nào thì sẽ xong hết ạ? Đến nay là mới dỡ 2 trại xong, tiếp tục để rà soát sửa tất cả khu đấy. Các trại lợn trái phép ngang nhiên xả thải ra môi trường tồn tại hàng chục năm, phải đến khi được báo chí phản ánh mới có sự vào cuộc của chính quyền địa phương. Sự chậm trễ đẩy người dân vào tình cảnh sống chung với ô nhiễm suốt chục năm qua mà không biết kêu ai. Nhưng liệu thực trạng này có được giải quyết dứt điểm hay không, vẫn phải trông chờ vào việc chính quyền địa phương có quyết liệt để bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật hay không. Liên tục triển khai các chuyên đề xử phạt nồng độ cồn, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tăng cường kiểm tra gắn với tuyên truyền, phổ biến quy định của luật phòng chống tác hại bia rượu vào đời sống. Lần kiểm tra mới đây, lực lượng chức năng lại phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn vượt mức cho phép. Cá biệt có những trường hợp đã ở ngưỡng ngộ độc rượu. Vi phạm nồng độ cồn được quy định ở 3 mức. Mức 1 dưới 0,25mg trên 1 lít khí thở. Mức 2 từ 0,25mg trên 1 lít khí thở đến 0,4mg trên 1 lít khí thở. Mức 3 trên 0,4mg 1 lít khí thở. Thông thường, nồng độ cồn cao nhất mà lực lượng chức năng đo được từ khoảng 0,8 đến 0,9mg lít khí thở. Cá biệt có trường hợp trên 1 chấm, mức đáng báo động. Tuy nhiên, trường hợp vi phạm này, Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Vũng Tàu chưa gặp bao giờ. 2,12mg trên 1 lít khí thở, mức mà theo các bác sĩ nhận định là ngưỡng ngộ độc rượu.
2,120. Nặng không? Nặng lắm. Anh biết anh có lỗi. Dạ thì em có nói gì đâu, em nói anh ngồi em đọc biên bản cho anh nghe nha. Anh Phát điều khiển xe mô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg có bao nhiêu thở. Cụ thể là 2,120 mg trên 1 lít khí thở. Chúng tôi tiến hành tạm giữ xe của anh ha. Em giữ xe nó thì sao anh về? Theo quy định của pháp luật thì người có bia rượu rồi thì không được phép điều khiển xe nữa. Do anh xin anh chạy về đàng hoàng. Anh mua làm ký gì đó hồi tên giúp giùm em á. Không có xe về sao ký được. Mấy em muốn chơi anh không mang theo. Dạ vậy mời anh đi ra chỗ khác để tôi còn làm việc với người khác nữa. Anh đi đứng còn không nổi mà anh đòi lái xe. Một trường hợp bị phạt mức kịch khung với nồng độ cồn đo được là 0,842 mg trên lít khí thở. Người vi phạm hợp tác và mềm mỏng với lực lượng chức năng để xin đừng giữ xe. Không thành, người vi phạm này lập tức thay đổi thái độ, quay sang chửi bới. Tôi đang bảo vệ anh và bảo vệ cho những người khác nữa. Tôi ai gì độc hạnh? Anh chạy xe như thế này, anh gây tai nạn cho người khác thì tội người ta nữa. Tôi thừa biết. Và anh chạy xe anh tự gây thì tính mạng của anh lại nguy hiểm nữa. Tôi thừa biết cái chuyện đó. Nhưng mà tôi sai. Dạ vâng. Xin mấy anh đàng hoàng. Tôi nghĩ một ngày tôi đối. Ép dân quá. Cho chiếc đêm đó nhà đó á. Cho nó bán chịu rưỡi nhiều. Cho xe nào quá. Thêm một trường hợp bị phạt mức kịch khung dành cho xe máy. Thêm vào đó, chủ phương tiện còn bị phạt thêm lỗi thiếu giấy tờ, tổng số tiền bị phạt lên đến hơn 9 triệu đồng. Có khoan hồng gì không? Chỉ là uống rượu thôi mà làm gì gây gì chứ tám triệu. Uống rượu thì giờ thật nặng lắm anh, không phải 5 triệu, mức cao nhất. Mức cao nhất của anh là 7 triệu đó. Mức phạt cao đã đành, lại thêm tạm giữ phương tiện và bị tước giấy phép lái xe có thời hạn. Vậy nên, rất nhiều trường hợp đã dùng rằng năn nhỉ xin tha, viện dẫn hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, pháp luật nghiêm minh và đây cũng là cách bảo vệ an toàn tính mạng cho người tham gia giao thông.